bắt đầu nhá. Bắt đầu học thôi. À, các em nhớ là trong buổi livestream thì để học được thật tốt thì các em nhanh tay comment đáp án xuống bên dưới nhé. Comment đáp án để mà thầy nhìn thấy là các em comment thật nhiều à. Thầy sẽ đọc tên ba bạn đầu tiên comment đúng đáp án nhé. Một trang ok, mình bắt đầu học. Định nghĩa nào sau đây đúng về hydrocarbon no? Định nghĩa nào sau đây đúng về hydrocarbon no? Học nhá. Định nghĩa nào sau đây đúng về hydrocarbon no? Hydrocarbon no là hydro trong hydrocarbon có chứa liên kết đơn trong phân tử. Hydrocarbon no, hydrocarbon chỉ có một liên kết đơn trong phân tử là sai, một sai. Có chứa sai. Chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử là hợp chất hữu cơ chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử. Hợp chất hữu cơ sai, nó có thể là có carbon, hydro, oxy thì sao? Thế nên phải là hydrocarbon no là hydrocarbon, nó phải là hydrocarbon trước. Chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử. Đáp án đúng đáp án C. Trang Pu comment đầu tiên, tốt. Nguyễn Văn Hoàn lỗi rồi em ơi. Mạnh Hùng lỗi rồi em ơi. Minh Quân lỗi tiếp rồi em ơi. Bị lừa nhiều quá. Phạm Hát Đức đúng chính ta xác 1C. Ok. Thầy cần một bạn nữa comment đúng. Đúng rồi, 1C bị lỗi rồi đấy. Các em nhìn kỹ nha, nhìn kỹ từ chốt thầy gạch. Các em nhanh tay share lại về tường tương tác các bạn vào trong video livestream nhá. Giúp thầy 159 bạn share lại về tường đi, giúp thầy tương tác các bạn vào nhá. C, đúng rồi, Nguyễn Thanh Hà rất tốt. Ba bạn comment đúng. Bây giờ mình sang câu tiếp theo, câu số 2. Các em cùng comment đáp án câu số 2 nào. Các ancan có thể tham gia những phản ứng nào dưới đây? Các ancan có thể tham gia những phản ứng nào dưới đây? Phản ứng cháy, phản ứng phân hủy, phản ứng thế, phản ứng cracking, phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, trùng ngưng, đầy hydro hóa. Thế ancan nhá, cháy thì thằng nào chả cháy được. Đúng chưa? Thế là ancan có thế đấy. Nhá. Cracking chắc chắn ancan có, nhưng cộng là ancan không có này, nên thằng nào có 5 là loại. Loại 5, loại 5, loại 5. Đúng chưa? Trùng hợp là ancan không tham gia được nên loại 6. Nhá, trùng ngưng càng không. Đầy hydro hóa có. Vậy mình có là ancan có khả năng tham gia phản ứng 1 2 3 4 và 8. Được chưa? Vậy đáp án đúng mình phải là đáp án C. Mạnh Hùng rất tốt, Đỗ Viện Thịnh đúng, Nguyễn Anh đúng, 184 bạn đang dẻo rồi. Wow, thật là mạnh mẽ. Các em nhanh tay share lại về tường cũng như tất cả các bạn các em vào trong video livestream này nhé. Phần ancan này rất quan trọng, thầy biết là rất rất nhiều bạn cần thầy trợ giúp. Thế nên là thầy mới livestream buổi ngày hôm nay, 197 bạn đang theo dõi rồi. Nhanh tay share lại về tường và tác tất tần tận các bạn của các em vào trong video livestream này. Được chưa? Để từ đó chúng ta cùng có thể học giỏi hóa hơn. Được chưa? Nhá các em. Nào mình bắt đầu tiếp tục tiếp. Câu số 3. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của hydrocarbon? Nào thầy lại đọc. Bạn quất cái gì? Chào Phạm Kim Dung. Hello. Giọng thầy vẫn đau, các em nghe đấy, giọng thầy vẫn đau nhưng thầy vẫn cố gắng. Nguyễn Thị Kỳ Dương, rất tốt. Phạm Mát Đức, tốt. Khẩn trước nào, còn bạn nào, ui mãi chưa lên được 200 á. Xe nhanh về tường. Huyền Lương, bây giờ đến các bạn sang 3 rồi em ơi. Nguyễn Phương Anh, 3 à, rồi ok. Công thức sau đây, công thức tổng quát của hydrocarbon mà cái hydrocarbon thì công thức tổng quát nó là CnH2n cộng 2 trừ 2K với K là hệ số bất bão hòa bằng số pi cộng số vàng. Vậy đáp án đúng của mình phải là đáp án B. Và các em nhớ lưu cái phần này lại nha, các em nhớ lưu phần này lại. Đấy, trong lúc livestream này thì có thông báo các em rằng là thầy chuẩn bị mở cái lớp off ở thành phố Hà Nội, khu vực là Trần Đại Nghĩa. Thì những bạn nào mà có nhu cầu học thì có thể inbox trực tiếp hoặc là gọi điện trực tiếp cho thầy để thầy có thể cho các em địa chỉ học nhá. Câu 4, học hóa thầy thì chất nhất rồi. AB là hydrocarbon ở thể khí phân hủy đều tạo thành carbon và hydro với thể tích khí hydro gấp 4 lần thể tích carbon ban đầu. À, thể tích khí hydro gấp 4 lần thể tích khí carbon, khí hydro carbon. Chú ý nha, khí hydro 4 lần thể tích khí hydro carbon, có nghĩa là số mol H2 bằng 4 lần số mol AB thì đặt là x. Được chưa? M nghét căng. Vậy ngay lập tức thì có số mol số nguyên tử hydro thì bằng 2 lần số mol H2 đúng không? 2 lần số mol H2 chia cho số mol chất x. Vậy nó bằng là 2 nhân 4 nhân nx phần x. Vậy bằng mấy nhỉ? 8. Vậy là đều cho 4 nguyên tử hydrocarbon là nhiều bạn bị sai đấy. Nhiều bạn bị sai mất rồi, đúng không? Thì A là chết. Lửa. Carbon lớn 4, ở đây đâu đã gì biết đến carbon đâu đúng không? Đều chứa 8 nguyên tử hydro trong phân tử, cái này mới đúng này. 2 hydrocarbon AB
đều có thể là đều phải chứa 8 nguyên tử hydro trong nguyên tử, đúng không? Vậy đáp án đúng của mình phải là đáp án C nha. Đấy, các em nhanh tay xe lại về tường, chúng ta các bạn phá vật dựng rất tốt, rất tốt. Các em vừa xe xong vừa tác các bạn vào trong video live stream nhá. Phần này là phần chạy riêng, không đồng về bộ với lớp off và cũng không đồng bộ với lớp on luôn. Đây là thầy dành riêng cho các bạn online free ở trên tất cả các trang, các nhóm đang theo dõi thầy Minh Violin. Để các em nhanh tay xe lại về tường, tác tất tần tận các bạn vào trong video live stream này. Và em nên nhớ rằng là thầy sẽ có buổi live stream vào cứ 21:15 tối thứ 6 hàng tuần. Tối thứ 6 hàng tuần luôn. Là dành cho 2K2. Nhớ chưa? Câu số 5. Hiện tượng đồng phân trong hóa học hữu cơ gây ra bởi nguyên nhân nào sau đây? Hiện tượng đồng phân trong hóa học hữu cơ gây ra bởi nguyên nhân nào sau đây? Đồng phân là gì? Đồng là cùng. Phân phải là xít. Phân là công thức phân tử. Vậy đồng phân là cùng công thức phân tử, khác công thức cấu tạo. Vậy là do gì? Số nguyên tử trong phân tử bằng nhau này, các nguyên tử trong phân tử khắp xếp ở các vị trí khác nhau này, do tính chất hóa học tương tự nhau, do phân tử khối bằng nhau, thì ở đây đúng nhất là nguyên nhân là do sự sắp xếp ở vị trí khác nhau. Được chưa? Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B, bò. Được chưa? Ok, rất tốt. Trọng Nguyễn đúng, Trần Thị Hồng đúng, Phạm Bát Đức đúng. Mình sang câu tiếp theo, câu số 4. Câu số 6, thầy chỉ đọc tên 3 bạn comment trả lời đúng nhất thôi. Nên là các em nhanh tay comment vào nhá. Khẩn trương, khẩn trương. PDF có được, các em cứ xe về tường xong rồi là inbox trực tiếp cho fanpage là sẽ có PDF ngay. PDF gửi thẳng cánh cho các em luôn. Fanpage của thầy bây giờ đang là fanpage dành cho 2K2, là hoạt động mạnh bậc nhất luôn. Hello, xin chào các em. Đâu rồi? Câu 6 đáp án gì các em? Câu 6 đáp án gì? 190 bạn đang theo dõi video live stream này, nhanh tay xe lại video live stream lên trên trang cá nhân, xong giúp thầy tag tất tần tận các bạn của em vào trong video này. Wow, 197 bạn rồi. Làm sao lên được 200? Hơn 200 bạn rồi, rất tốt. Câu số 6, buổi trước thầy live stream về đồng phân, rồi bạn nào mà chưa học được về đồng phân thì có thể theo dõi lại nhá. Cho 4 chất, số lượng chất tạo ra được một sản phẩm thế monoclo duy nhất nha. Số hợp chất tạo ra được một sản phẩm thế monoclo duy nhất. Thế giờ là metan CH4 mà cộng với lại clo thì nó chỉ tạo thành CH3Cl thôi. Vậy là một chất. Etan CH2 CH3 này, CH3 cộng clo này, ánh sáng đúng không? Tỷ lệ 1:1 thì ghi rõ ánh sáng, tỷ lệ 1:1 thì nó tạo thành gì nhỉ? CH2Cl CH3 vẫn là 1. Đúng không? Tại sao? Thầy vẽ ra nhìn nhá. Thầy vẽ chúng ta nhìn này. Thầy vẽ phần này cho các em dễ tưởng tượng này. Metan nó một carbon thì có mỗi một chỗ cắm clo thôi. Etan hai carbon. Hai carbon này giống nhau, trục đối xứng này. Vậy clo cắm vào đây hay cắm ở bên cạnh là như nhau. Đấy chưa? Mono là 1. Mono là 1. 1 clo. Propan này, 1 2 3 trục đối xứng này. Clo cắm ở đây hay clo cắm đây là như nhau, nhưng cắm ở giữa là khác nhau. Vậy đây tạo thành hai sản phẩm rồi. Hai sản phẩm. Bỏ đây nhé, đánh số 1, 2, 1. Butan, N-butan là butan mạch thẳng. Nhìn chưa? Trục đối xứng này. Vậy thay giả sử clo cắm ở đây hay cắm ở đây là giống nhau. Cắm ở đây và cắm ở đây là khác nhau. Vậy là hai sản phẩm. Vậy mình chỉ thu được gì? Metan và etan. Vậy đáp án đúng là số lượng chất tạo thành một sản phẩm thế monoclo duy nhất là 2. Câu này rất rất hay, đúng không? Thế nên là các em lưu lại phần này lại nhá, để mà chuẩn bị làm bài thi trên lớp. Được chưa? Rất rất hay. M á, M giữa. Đâu thầy vẫn xem thế nhất căng em ạ. Các em thấy M chứ? Thầy quay bằng iPhone X đi. iPhone X thì là nét căng như Sony luôn. Nét căng như Sony luôn. Hello. Đấy, thầy đang giúp đỡ cho các em đấy. Những bạn nào mà thấy là hữu cơ khó thì phải ngay lập tức theo dõi live stream này thôi. Thầy thực hiện live stream này để cho các em mà cứ vào tối thứ 6 hàng tuần lên và theo dõi live stream. Được chưa? Bạn nào thấy khó khăn thì inbox cho thầy. Đội ngũ của trực fanpage thầy sẽ giúp đỡ cho các em. Đấy, bạn mắt đỏ, bạn đang nét căng. Nét căng hơn cả Sony. Nào mình tiếp sang câu số 7 rồi các em. Câu số 7. Có mấy đáp án câu số 7 nào? Ba bạn nào comment đáp án dễ ợt, bạn nào kêu khó. Nào các em nhanh tay xe lại về tường xong rồi tag tất cả các bạn của em vào trong video live stream này nhá. Hello, còn nhiều bạn đang inbox cho thầy là thấy thầy live stream đâu này. Đấy, nhiều bạn không biết thầy live stream lắm.
7D tốt Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Quốc Quốc Tiến 7D có một bạn đó rồi. Nào có một bạn đó thôi, một bạn nữa. Phạm Mắt Đức 7D, ok, bây giờ thì chữa nhá. Thấy chữa nào. Khi thế monoclor một lan can người ta thu được một sản phẩm duy nhất thì mình vẽ nó thôi. Thằng metan và CH4 một chỗ cắm được. Etan mình vừa giải xong, một chỗ cắm được. Neopentan. Neopentan nhiều bạn không biết này, thì em vẽ ra này. Neopentan này, lưu lại nhá, nhiều bạn không biết cái này đâu. Đây là neopentan. Thế vào đây, thế vào đây, thế vào đây, thế đây đều như nhau. 1 1 1 1. Vậy là cả bài này đều thu được một sản phẩm duy nhất thôi ạ. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Rất tốt, được chưa? Vỗ tay cho ba bạn comment đúng. Phần này cũng hơi khó đấy. Làm một câu số 8. Nhiều bạn mà thấy khó ấy thì đừng có nản, được chưa? Bởi vì bởi vì là một điều chắc chắn là đối với các em là nó sẽ khó thôi. Và bây giờ thì các em phải làm nhiều thì nó mới khủng được. Mình Myelin là thử sai. Các em phải sai nhiều thì các em mới thành thiên tài được. Còn nếu mà các em cứ đòi đúng ngay lập tức ngay lần đầu tiên, không bao giờ đúng ở đâu các em ạ. Thế nên thầy bảo các em rồi, cố gắng chạy cối, học theo thầy, chắc chắn sẽ tương lai sẽ thành công. Có tiếp tục câu số 8. Sản phẩm phản ứng thế clo vào 2,2 dimethyl propan là. Thế giờ thầy vẽ rằng 2,2 dimethyl propan nhé. Đầu tiên hữu cơ khó là chỗ là các em không biết gọi tên ấy. Từ tên gọi mà ra được hợp chất là không biết. Thế nên là bây giờ thầy mới dạy chúng ta. Đấy chưa? Dimethyl propan, propan đây. 2,2 dimethyl propan là anh này. Đúng chưa? Thế thì thế có lo ánh sáng. Thế thì chỉ có thế là đây, 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 đây thôi. Thì cả bốn thằng này như nhau. Thì thế có lo cắm vào đây. Đúng chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là không thể. Ở đây là chỉ có thể thằng nào? Nhìn nhá, nhìn thằng 1 này. Thằng 1 vẽ lại nhá. C này, C này, C này, C này, C, C là được, đúng không? Thằng 2 là không được. Bởi vì đây là thế monoclo 1,1 mà đây có 2 clo ngoại rồi. Thằng 3 nào? Thằng 3 là thế ở giữa, không được. Người ta mà đúng mình chỉ có thằng 1 thôi. Đáp án đúng mình là đáp án D. Rất tốt, tình đấy. Thấy đấy có khá nhiều bạn comment đáp án D. Rất rất tốt. Vừa nãy lên được 200, bây giờ lại tụt xuống còn 180 thôi à. Ôi, đuối quá nhỉ. Mà tiếp tục đó. Thầy đang muốn là hôm nay làm sao mà lên được 500 xe mà lại còn phải làm sao để đến 500 bạn cùng theo dõi cùng một lúc. Thì như vậy thì mới gọi là đủ xứng đáng với công sức của thầy bỏ ra để mà giúp đỡ cho 2K2. Chứ bây giờ thì đáng nhá, thầy phải đi giúp đỡ 2K1 đấy kìa mà. Đấy, 2K1 nó đang bức xúc. Mà 2K2 mà không ủng hộ thầy nhiều là. Nào mình có câu 9. Có bao nhiêu ancan là chất khí điều kiện thường khi phản ứng clo ánh sáng tỷ lệ 1:1 tạo ra 2 dạng sức mono clo. Ui dồi ôi. Câu này mình phải biết nhá. Từ C1 đến C4 là thể khí. Thế câu này tương đương là có bao nhiêu ancan từ C1 đến C4 phản ứng clo ánh sáng tỷ lệ 1:1 tạo ra 2 dạng sức mono clo. Đấy tương đương thể khí điều kiện thường tương đương với lại là từ CH4 này, C2H6 này, C3H8 này, C4H10 này tỷ lệ mol 1:1 tạo thành 2 dạng sức mono clo. Thế mình vừa làm xong C40, C260, C38 này, trục đối xứng này, clo cắm đây hoặc clo cắm đây. Nếu cắm đây thì giống nhau, vậy là propan được, tại vì tạo ra 2 dạng sản xuất mà. Được chưa? Tiếp tục nhé. Tiếp theo anh butan 1, 2, 3, 4, chú ý nhé, 1, 2, 2, 1 cứ đối xứng với nhau thì là giống nhau. Vậy là mình có anh này cũng thu được 2. Vậy mình có hai mấy anh? Bao nhiêu ancan? 2 ancan, C3 và C4, các em lưu lại nhá. 2B. Khẩn trương xe lại về tường. Thầy chỉ đọc tên ba bạn comment đầu tiên thôi, còn những bạn comment sau là thầy quên mất đấy. Chính xác, Nguyễn Thị Thùy Dương rất tốt, rất rất tốt. Nguyễn Văn Hoàn tốt, chính xác. Câu số 10. Đốt cháy một hỗn hợp nhiều hydro carbon cùng một loại hồng đẳng, nếu ta thu được số mol nước lớn hơn số mol CO2 thì công thức tổng quát chung. Thế mình chú ý một điều là trong bọn hydro carbon chỉ duy nhất thằng ancan thì có chuyện sau là N nước trừ NCO2 bằng N ancan. Và chỉ mỗi thằng ancan nó mới có là chuyện N nước lớn hơn NCO2 đó các em ạ. Mũi tên này mũi tên tương đương. Và đây là phần cực kỳ chú ý của phần ancan đầu tiên các em học, nên là phải lưu lại để làm tài liệu để ôn nhá. Thế thì ở đây thì mình thấy là N nước lớn hơn NCO2, vì điều này chắc chắn nó là CnH2n+2 và N lớn hơn bằng 1. Đáp án đúng mình là đáp án B. Bò. Được chưa? Câu số 11. Câu số 11. Khi đốt cháy ancan, ta thu được nước và CO2 với tỷ lệ tương ứng biến độ như sau. Wow, câu này là một câu hỏi lim.
Lean thì biết là nhiều bạn đang học về Lean rồi. Nhiều bạn học sinh của thầy đang học về Lean. Đúng không? Rất rất nhiều bạn đang học về Lean. Thế comment cho thầy đáp án câu số 11 xem nào. Câu số 11 đáp án gì? Câu số 11 đáp án gì bây giờ nhỉ? Câu 11 đáp án gì bây giờ? Nào? Các em cùng comment xem nào. Câu 11 đáp án gì? 11D thì nhìn thấy phải mắt đứt rồi. Rất tốt. Rất rất tốt. Hello. Ấn nhầm. Thầy không quan tâm nhiều, thầy chỉ quan tâm là những bạn nào mà trả lời ngay lập tức thôi. Mình có đích khí thuốc chen can thu được nước với CO2 tỷ lệ tương ứng biến đổi như sau. Thế mình chú ý này. Mua ăn can tổng quát. Đây, CN2N cộng 2. Giả sử thì tốt cháy này. H2N cộng 2. 1 mol. Thì thu được CO2 là N cộng nước là N cộng 1. Đúng không? Vậy thì có này. NCO2 và N nước. Vậy tỷ lệ nhé. N nước chia NCO2 thì bằng. Thì luôn luôn được bằng N cộng 1 phần N. Được chưa? Thế giờ thì có này. Với N nhỏ nhất. N nhỏ nhất là N bằng 1 đúng không? Thì ta sẽ được là thế 1 vấn đề 1 cộng 1 phần 1 bằng 2. Nếu N tiến đến dương vô cùng là lớn nhất thì thầy được lim N tiến đến dương vô cùng của N cộng 1 phần N. Cái lim này thì luôn luôn bằng 1. Đúng chưa? Vậy là tăng từ 1 đến 2. Đáp án đúng của mình là đáp án C. Được chưa các em? 199, 193 và đang theo dõi rất rất tốt. Em nhanh tay comment là đáp án. Ông xe lại về tường tác tất tần tận các bạn của các em vào trong video live stream này. Để mà từ đó các bạn cùng có thể học được tốt bộ môn hóa hơn. Để mà từ đó các em không bị sợ môn hóa hữu cơ nữa. Ở đây thì Minh Mia Liên sẽ giúp các em lấy lại gốc hữu cơ tất tần tận từ đầu đến cuối luôn. Có câu 12. Không thể điều chế CH4 bằng phản ứng này. Không thể nhé. Nung muối natri malonat với vô tối sút. Canxi carbua cộng với nước. Nung natri acetat với vô tối sút. Điện phân dung dịch natri acetat. Thế ở đây canxi carbua là CaC2 mà tác dụng với nước thì nó thu được CaOH2 lần và C2H2. Thì anh này không phải là CH4. Vì vậy nên là không thể điều chế CH4 bằng phản ứng này. Đáp án đúng của mình là đáp án B. Câu 13. Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây? Phạm Văn Đức comment đúng B chính xác. Hồ Kim Oanh D sai mất rồi. Phạm Mạnh Hùng đúng 12B chính xác. Câu 13. Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây? Trong phòng thí nghiệm thì metan thì không thể sử dụng cracking được. Cracking phải công nghiệp cơ. Nhôm các bua với nước. Thầy viết phương trình nha. Đây là những phương trình rất quan trọng. Al4C3 mà cộng nước thì nó tạo thành là AlOH3 lần cộng với CH4. Vậy là được. Đúng chưa? C được nhưng đừng tô C ngay. Mình phải thử xem nhiệt phân natri acetat với vô tối sút. Đây phản ứng vô tối sút thì là CH3COONa cộng với lại vôi tối sút. Sút và là Na OH trong CaO thì nó sẽ tạo thành CH4 cộng với Na2CO3 các em ạ. Hai phương trình này là rất quan trọng nên các em phải ghi lại vào vở nhé. Nốt lại về tường giúp thầy. Được chưa? Vậy ở đây mình có là điều chế metan bằng cả hai cách này. Đáp án đúng đáp án gì? Nhân tiện đây thì xin nhắc là các em là chuẩn bị thầy sẽ có khai giảng lớp offline ở tại Hà Nội, khu vực Bách Khoa. Những bạn nào đang theo dõi video livestream này và có bạn ở khu vực đấy thì có thể bảo các bạn là inbox trực tiếp hoặc là gọi điện cho thầy vào số điện thoại trực tiếp để đăng ký lớp học, để chọn lớp học phù hợp. Và ở đấy là thầy dạy lại chúng ta từ đầu với hữu cơ. Thầy không quan tâm trước hồi học 10 hay 11 của em mất gốc hay không. Đến với thầy em sẽ lấy lại được gốc và sẽ lấy được 8, 9, 10 điểm. Thành phần chính của khí thiên nhiên. Metan, quá dễ. Đúng không? Câu 15. Tôi cháy hydro carbon của dãy đồng đẳng dưới đây thì tỷ lệ mol nước trên mol CO2 giảm khi số carbon tăng. Thế đấy, ta có, vừa nãy mình vừa làm xong. Đúng không? Mình vừa mới làm ở bài vừa nãy xong. Đúng chưa? Đây này. N bằng 1 thì tỷ lệ bằng 2. Đúng chưa? N tiến đến dương vô cùng thì bằng 1. Vậy là chạy từ 2 về 1. Đúng chưa? Vậy là nó chạy từ... Thôi chết rồi. Thế thì câu 11 đáp án đúng của mình nó phải là... Nó phải là B các em ạ. Giảm từ 2 đến gần 1. Sorry các em. Thầy lỗi. Câu 11 đáp án phải là đáp án B. Vừa nãy thầy nói lỗi đấy. Giờ thầy quay lại trở lại. Vậy thì cái câu này chúng ta phải là giảm khi số carbon tăng là an tăng. Câu 15 đáp án đúng đáp án A. Câu 16.
Câu 16. Khi đốt cháy nào, khẩn trương nào. Câu này dễ. Câu này dễ, thầy cần đáp án từ các em. Thầy đang rất cần đáp án từ các em. Câu 16 đáp án gì? Khi đốt cháy một hydrocarbon thu được N nước lớn hơn NCO2 thì công thức tổng quát tương ứng của hydrocarbon là gì? Khi đốt cháy một hydrocarbon mà thấy được N nước lớn hơn NCO2 thì công thức tổng quát tương ứng của hydrocarbon là, lúc nãy thì có ghi rồi, cứ N nước lớn hơn NCO2, cứ N nước lớn hơn NCO2 thì chắc chắn công thức của nó là gì? CnH2n+2. Đấy, các bạn đang theo dõi video livestream này, nhanh tay share lại về tường nhá. Xong nó phải tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream, các em biết rồi. Học quá thầy mình cực kỳ chất, cực kỳ chất luôn. Ok, mình có tiếp tục, mình có tiếp tục. Sang câu số 17. Cho isobenzan clo hóa tỷ lệ 1:1. Thế isobenzan là gì? Isobenzan đây. Ben là 4. Mẹ em phải mua áo. Đấy. Iso đây. Tỷ lệ 1:1, các em nhìn cái chiêu của thầy nó rất kinh. 1:1 là thế 1 clo đúng không? Đây trục đối xứng này. 1:1 hoặc thế ở đây. Hoặc thế đây vị trí số 2, hoặc thế đây vị trí số 3, hoặc thế ở đây vị trí số 4. Vậy mình có thu được 4 sản phẩm thế mono clo. Đáp án đúng, đáp án dễ, Nguyễn Hằng tốt. Nguyễn Hằng sai mất rồi, tiếc quá em ơi. Khẩn trương nào các em, nhanh tay comment lại đáp án nào. Comment mạnh dạn lên. Úi giời ơi, Phạm Mắt Đức sai rồi. 17A là chết của thầy rồi. Nguyễn Văn Hoàng 17A sai tiếp rồi. Đấy. C cũng sai, phải thu được muối 4 cơ isobenzan mà các em. Số lượng sản phẩm thế mono clo isobenzan 4 nhá. 17D của Quốc Tiến đúng. Tốt, chính xác. Sang câu tiếp theo. Câu số 18. Phản ứng đặc trưng của ancan là. Phản ứng đặc trưng của ancan là phản ứng nào nào? Đặc trưng của ancan, mình nhớ đặc trưng. Đặc trưng của nó là gì? Đấy. Đặc trưng của nó là gì nhỉ? Đặc trưng của thằng ancan là gì nhỉ? Đấy. Cái trục vừa nãy là trục đối xứng. Thế đúng không em? Chính xác, Nguyễn Tu đúng, Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên đúng, Nguyễn Thằng Hình đúng. Thế phải nào xem. Chính xác luôn. 19. Ui dồi ôi, phần này ông thầy vừa dạy xong rồi. Dễ ợt. Dễ ẩn ợt. Thế nay mà không làm được nữa thì vứt đi đúng không? Quá đuôi. Cá đuối quá. Al4C3 cộng nước. 19. 18B đúng là Phạm Mắt Đức. Thái Lâm Cẩm Ngọc đúng. Thầy đang chờ đợi những bạn đầu tiên comment cấp án câu đầu tiên, câu 19. Câu 19. Ui sao mãi bây giờ mới được có 205 xe thế này. Ô đội này không xe cho thầy à. Thế em ơi, các em xe lại về tường. Xong rồi tác tất cả các bạn của em vào trong video livestream này. Hôm nay điện thoại thầy sập nguồn, thì không kịp để xe vào các nhóm, nên là nhiều bạn không biết từ thầy đâu. Nên các em giúp thầy xe lại vào nhóm đi nhá. Khẩn trương giúp thầy. Hello. Hai. 19. A là 4C3 Phạm Mắt Đức, Nguyễn Đức Anh, Duyên Nguyên. Chính xác. Đáp án đúng đáp án A. Nhung các bua mà vừa viết xong. Câu 20. Câu 20. Để hydro máu hỗn hợp CH6 và C3H8 thì khối hỗn hợp sau phản ứng với trước phản ứng này. Thế giờ nhé, thầy vẽ cho các em nhìn này. C2H6 thì nó tạo thành là C2H4 cộng H2. Để hydro hóa mà, là tách hydro. C3H8 thì tạo thành C3H6 cộng H2. Đúng không? Thế tất cả bọn này đều là khí. Đúng chưa? Tất cả bọn này đều là khí. Thế thì trước phản ứng thì mình chỉ có 2 khí. Sau phản ứng khí của mình tăng lên thành 4. Vậy là N khí tăng. Đúng chưa? Mặt khác, khối lượng M trước lại bằng M sau. N khí tăng có nghĩa là N trước nhỏ N sau. Đúng chưa? Vậy từ đó mình suy ra là phân tử khối trung bình của trước bằng M trước chia N trước. Phân tử khối trung bình của sau thì bằng M sau chia N sau. Được chưa các em? Không bằng nhau đâu ạ. Mình có này, M trước bằng M sau, N trước nhỏ N sau. Đúng chưa? Vậy chắc chắn phân tử khối trước phải lớn hơn phân tử khối sau. Đúng chưa? Vậy chắc chắn D tỷ khối thì là bằng M trước chia M sau, thì phải làm sao? Cao hơn. Nhưng mà hỗn hợp sau so phản ứng trước. Đây này, hỗn hợp sau so với trước. Thế là M sau chia M trước. Sau nhỏ hơn trước, mày nó phải thấp hơn.
Đáp án đúng đáp án B nha. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Sang câu 21. Sang câu 21 này. 21 là đáp án gì bây giờ? 21 C38 này tạo thành X, Y. Không thể carbon hydro được. Điều này vô lý, đúng không? 21. 21 này. Hướng thành là hướng thành. Thế thì em cứ học theo đi em ạ. Không có gì phải đợi lý thuyết đâu. Bây giờ thầy học luôn lý thuyết bằng chữa bài tập luôn đây này. Chứ đợi đến lý thuyết thì không biết đến bao giờ nữa, đúng không? Mình cứ học này là mình ok luôn. Lên lớp cứ thế làm chiến cày các kiểu là điểu luôn nhá. XY lần lượt là C38 thì nó có thể là carbon hydro cũng được, CH4, CH4 được, C36, H2 cũng được. Chỗ này thầy gạch nhầm này, đáp án đúng mình phải đáp án gì? ABC đều đúng. Câu 22 nào. Phản ứng đặc trưng của hydro carbon no. 20 thì bạn nào mà khó hiểu các em xe lại về tường nhé. Xe lại về tường xem lại. Phần này phần khó mà, đâu phải dễ đâu. Xanh mấy câu dễ dễ. Đây là trong đề này những câu khó xen lẫn với những câu dễ đấy. Nào, câu 22. Phản ứng đặc trưng của hydro carbon no là gì? Phản ứng đặc trưng nhé. Đặc trưng của hydro carbon no. Thế đúng không em? Đúng không? Làm gì có cộng. Đặc trưng phải thế. Đã no là đặc trưng là thế. 23 này. Isopentan. Trời ơi, câu này vừa làm xong. Trời ơi, cứu thầy các em ơi. Các em ơi, nhanh lên các em comment đáp án đi xem nào. 23 đáp án gì bây giờ? 23 nào. Cho isopentan tác dụng với clo. 23 cho isopentan tác dụng với clo. Isopentan tác dụng với clo. Khẩn trước. 23 đáp án gì đấy? Isopentan. Chụp được xứng đây đúng không? 1, 1, 1, 2, 3, 4. Mình thu được 4 sản phẩm. Đáp án đúng đáp án D. Dẹo. 24 nhá. 24. Trong buổi ngày hôm nay thì thầy chỉ chữa cho các em đến câu 25 thôi. Các em chú ý là buổi live stream cố định, lịch live cố định, live cố định. Buổi sau mình chữa tiếp nhá. Là vào 21:15 tối thứ 6 hàng tuần. Các em nhớ rủ tất cả các bạn nhá, rủ tất cả các bạn của các em vào theo dõi video livestream thầy. Xe lại về tường đi không trôi mất mà học lại, chúng ta cứ học những buổi ngắn ngắn thôi để mà chúng ta ổn ok. Và những bạn nào mà chưa có tài liệu ấy, chia dạng ăn can, chia dạng ăn ken thì inbox cho fanpage ngay lập tức, admin sẽ ngay lập tức gửi cho các em. Em có bất kỳ khó khăn gì về hóa thì sẽ ok hết. Phần lý thuyết này thì ở đây phần lý thuyết là thầy dạy rồi, còn lại ở đây là thầy tập trung vào chữa bài tập thôi nhá. Đây là những câu bài tập rất là hay. Isohexan. Iso hexan này, hexan là có 6 carbon. Iso đây, chỗ cứ xứng này, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy tạo thành tối đa 5. Thấy chưa các em, thấy dễ không? 25. 20 tin butan. Butan 20 tin. Được chưa nào? Vậy thu được gì? Tỷ lệ 1, 1. Sản phẩm chính ưu tiên carbon bậc cao nhất. Thằng này bậc 1. Thằng này bậc 1. Thằng này bậc 3. Thằng này bậc 1. Sorry, thằng này bậc 2. Thằng này bậc 1. Vậy bậc cao nhất là bậc 3. Vậy thế vào đây. Đánh số 1, 2, 3, 4. 2 clo. 2 clo. 2 metin. Vậy là 2 clo 2 metin. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án A. Em ạ. 2 clo 2 metin. Butan. A à, chết rồi, sorry. A nhầm, đây là 1, mắt thì lé. B, 2 clo 2 metin butan. Em nhìn kỹ chưa? Ok. Thank you 170 bạn đã theo dõi livestream của thầy đến tận cùng bây giờ. Bây giờ là 21:20. Hôm nay thầy livestream chúng ta 25 câu. Buổi sau tối thứ 6 thầy lại livestream tiếp cho các em. Các em nhớ inbox cho fanpage và theo dõi trực tiếp tất cả các buổi livestream của thầy, để từ đó không bị mất gốc hóa hữu cơ. Học từ đầu chúng ta luôn luôn thành công nhất. Các em nhớ follow và like cũng như là giới thiệu cho tất cả các bạn đến fanpage của thầy hóa, thầy Minh Myelin, chuyên gia luyện thi hóa học, học hóa thông minh, để không bao giờ bị mất gốc hóa. Bye bye, chúc tất cả các em ngủ ngon. Chào tạm biệt.